dương đôi chi mình miền bằng hai chế dùng phù ở một cuộc bị chê nằm một lộ lý để dân bàn bên chó dương nó so được này khuôn nốt và hơi sử dụng thật internet ở ấy và rồi tôi mua là hai này cả bạch internet ấy và cứ xem lên xem internet và dương viên cứ loại những người dân tại chẳng ấp đăng thật ta lùng hạt như lúc nhóm tịch mưa tất bạc mình đánh xuống khuất lột muốn rưu có sạc lực mực một khuất lột con mù và khuất lột nạt cái trong hai lợi ích của bạn ấy nát nia dưỡng bàn tay chung mua bỏ phía cứ khuất lột nạt để khuất lột nạt bà chúa mua bị sai chăng rồi sao là phí nữa bà bị lên này quy luật điểm của anh bà đã thấy hai cái này cứ Stackerberg và một đá miễn phí này và chăng chẳng phí này bị mình lạc nạ ruộng phần viên mỗi bà nhầm năng sẽ bỏ khíu cứ miễn marginal cost riêng luôn marginal cost riêng luôn riêng luôn này cứ xâm rạp firm tiền phí xâm rạp F1 nâng F2 và mean reaction function riêng luôn reaction function riêng khuôn tiền riêng khuôn có còn tài để không khuôn nốt từ Q1 mà Q2 chẳng bên này dừng rô Q1 hay dừng mất chẳng bài rô Q2 thế cứ viết tới để smart này vì vô viết equilibrium chẳng này anh ấy update Q1 lead Q2 follow nâng ảnh ok chẳng dương nâng cho càng nghe chạy ra anh là bỏ viên này cứ chia cho mình vì sao là bỏ viên ok nâng khá nông khuôn nốt strategy chùm hiên đồng bộ step 3 xong khẹp đó là step 1 là bỏ viên nhưng các bạn thôi cũng mưa cả đám mê riêng dương cả đám mê riêng dương cũng phân cũng bảy step và tay này đi dương phơ trong tay bẹt cả đá với ba hai bạn ok phần bảy step xong rạp phơm one phần bảy step xong rạp phơm two trong liên miên đọc rồi mũi chúng hiến đọc rồi mũi đọc phân liên miên tại dương ấp phơi chẳng hạn dương phơ tại phơi chúng hiến tiền vô xong rồi hiện tại mà đo và chân tim mũi cứ dương và row reaction function reaction function robot firm one sẵn Q1 cứ chia ăn được công này Q2 ok còn to một tiếp mình chẳng bạch rốt và ta khé và vô cái cho mình chẳng bạch rốt reaction function robot firm thu tế vì vô video chẳng khí nhưng bắt đầu tạo lấy nhá, bắt đầu tạo xó nè robot firm thủ tế bà, vì vô dân rô tới cái khơi tôi chẳng khí nhá bà đấy bà chẳng dương mình bạch robot firm thủ tế cứ việc bán tam rồi dẹ chùm nuộc tam rồi dẹ chùm nuộc phiêu thú từ Q1 này nè và xong rạp F2 này này nâng này ok chúm hiến tiếp bị step 2 vô Q2 đại là chỉ ác nợ cung này Q1 này miền này thả reaction function là bỏ phương thú chúm nốt chôl
ំនួនចូលក្នុងបាទចំនួនចូលទៅក្នុងអា reaction function របស់ firmware បាទ Q1 បាទអញ្ចឹងយើងយល់ហើយណាបាទ Q1 នេះឯងបាទអូខេរួចហើយលទ្ធផលដែលទទួលបានលទ្ធផលដែលទទួលបានគឺសិតតែ Q1 Q1 order ស្មាត់បាទបាទទទួលបានគឺ Q1 នេះឯងរួចហើយទៀងរួចហើយទៀង Q1 ស្មើ Q2 អាយើងបានណាអញ្ចឹងគ្នានឹងសម័យការតម្រូវការច្រាស់របស់យើងសម័យការតម្រូវការច្រាស់របស់យើងT ស្មើ A បូក Q ធំណា Q ធំនេះគឺស្មើនឹង Q1 បូក Q2 នេះឯងឬហើយបញ្ចែកឲ្យមេគុណប្រាប់ទិសរបស់វាប៉ុន្តែនេះតែចេញសញ្ញាតទេណាបាទមេគុណបាទយើងបាន T យើងពេលដែលយើងបានពីពេលនេះយើងអាចជិះរោគ total revenue បានអូខេពេលបានពីយើងអាចជិះរោគ total revenue បានបាន total revenue បានជំហានទី3គឺអតិបរមាកម្មប្រាក់ចំណេញរបស់យើងគឺយើងបាន marginal revenue របស់ firm 1ស្មើ marginal cost របស់ firm 1បាទអាហ្នឹងយើងទាញរក profit របស់វាណាបាទអូខេតោះទៀតពេលនេះយើងអាចទាញរកប្រាក់ចំណេញបានណាគឺស្មើ total revenue ដល់ total cost របស់វាចប់បានប៉ុណ្ណឹងយើងបាទជំហានទី4របស់យើងគឺយើងអាច set រកបានហើយបាទ step 4របស់យើងគឺ profit firm 2គឺស្មើ firm 1ហើយមិនចាំបាច់កណនីា total profit ទេប្រាក់ចំណេញសរុបមិនចាំបាច់កណនីទេពីព្រោះគេអត់សួរមិនចាំបាច់ទេនេះឯងប៉ុន្តែបើយើងបូកប្រាក់ចំណេញទៅយើងឃើញថាប្រាក់ចំណេញរបស់វាគឺវាច្រើនជាងប្រាក់ចំណេញប្រកួតប្រជែងហើយវាច្រើនជាងប្រាក់ចំណេញ Stackelberg និងប្រាក់ចំណេញរួមបាទឥឡូវយើងចូល Stackelberg ម្ដងនៅក្នុង Stackelberg គឺយើងមានដូចហើយ Stackelberg ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រគឺអ្នកទាំងពីរសិតតែមាន reaction function ដូចគ្នាដូចខូត0បែបបាត់គ្រាន់តែមួយនាំមុខមួយដើរតាមក្រោយអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្នាក់គ្រាទី2យើងដឹងហើយបាទ Q2 របស់វាបាទគឺស្មើនឹង R នៃ Q1ហើយមិនចាំបាច់រកទេពីព្រោះនេះយើងរកបាននៅក្នុងខូតឡូតហើយយកមកប្រើតែម្ដងបាទណារួចហើយបាទយើងចាប់ដើមយកវាទៅចំនួនចូលនៅក្នុងសម័យកាលទី2បាទយើងដោយតាមអីបាទយើងកណនីយើងកណនីtotal revenue វាសិន marginal revenue ស្មើ marginal cost គោលការណ៍ដើម្បីរកបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវបាទ step 1បាទប្រើគោលការណ៍ប្រើគោលការណ៍ marginal revenue ស្មើ marginal cost នេះឯងយើងប្រើនេះគឺដើម្បីទាញរក Q1 ឲ្យឃើញគឺដើម្បីរក Q1 ដើម្បីរក Q1 បាទបាន Q1 យក Q1 ចំនួនចូលQ2 បាទនឹងឯងពួកពេលនេះយើងបាន Q1 Q2 រួចហើយយើងចូលជំហានទី3រក P វាឲ្យបានរក P អូខេបាទPវាស្មើ
យើងអាចទាញចេញរក step 5អត់ step 4តែមានយើងអាចរកប្រាក់ចំណេញរបស់ firm 1បាននិង firm 2បានតាមរយៈប្រើ total revenue តោះ total cost របស់វាប៉ុន្តែរូបរាងនៃ total cost របស់វា6ទេបើប៉ះបរិមាណ Q1 ហើយនេះគឺខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងចូលទៅលំហាត់របស់យើងបាទថ្ងៃមុនបាទខ្ញុំផ្លេចបាត់ហើយបាទសូមមើលសម័យការដំណើរការច្រាស់យើងមកមានបានអឺសូមមើលសម័យការដំណើរការហើយនឹង total cost សិនបាទតពីហ្នឹងមកបានតាម8,000 ដល់ 60,000 អូខេបាទយើងជួយរបស់យើងស្មើ18,000ដល់ 60,000 រត់ហើយ total cost របស់យើង 259,000 បាទ 259,000 បូកឲ្យស៊ូរ៉េលើ240បាទអូខេអញ្ចឹងយើងទាញ marginal cost ហើយអំ C1 ស្មើ Q បាល់យក Q1 មកចូលបាទយ៉ា Q1 អូ Q2 បាទអត់ទេ MC1 មកចូល120 MC2 គឺស្មើ Q2 លើ120បាទយើងដឹងណាព្រមវត្តព្រមធូរអាហ្នឹងយើងនិយាយឥឡូវយើងរក P P វាគឺស្មើ18,000កែ60គឺ300តក Q លើ B បាទនេះឯងបាទអូខេតឥឡូវចំណៀនទី1យើងសម្រាប់ខុននោះអូខេខុននោះ Nash បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខុននោះ Nash នេះយើងត្រូវរកតាមចំណៀនរបស់យើងគឺរក reaction function firm 1ឲ្យបានបាទ reaction functionfirm 1 គោលការណ៍របស់វាបាទ reaction function គឺ Q1 ជាអនុក្រមនៃ Q2 បាទតោះដើម្បីចេញ reaction function បាទគោលការណ៍របស់វាគឺជាអ្វីនេះយើងចាំមើលបងនៃតាមតាមប្រាលើអាប្រាហើយគឺយើងត្រូវរក marginal revenue ស្មើ marginal cost អញ្ចឹងហ៎បាទតោះបងតាយើងយើងដឹងហើយបាទថាហាក់គ្រៀង firm 1និង firm 2បង្កើតបានជាទីផ្សារបាទអញ្ចឹង P របស់យើងយើងផ្ដោតទាំងពីទីសិនណាគ្នាយើងគឺស្មើនឹង300ដកនេះបាទ Q1 បូក Q2 ចែកឲ្យ60ស្មើ300ដក Q1 លើ60ដកនឹងបូកជាដកបាទដក Q2 លើ60នេះគឺជា P របស់វាឥឡូវយើងរក total revenue បាទអញ្ចឹងនេះអានេះយើងចាក់ពលិញណាបាទកុំឲ្យច្រឡំច្រឡូកចូលគ្នាបាទអូខេបាទគាត់អញ្ចឹង total revenue របស់ firm 1គឺស្មើ P គុណឲ្យ Q1 អញ្ចឹងស្មើនឹង300ដក Q1 លើ60ត Q2 លើ60ទាំងអស់គ្នានេះគុណនឹង Q1 មកបាទអញ្ចឹងយើងបាន300 Q1 ត Q1 ការ៉េលើ60ត Q1 Q2 លើ60រួចហើយយើងរក marginal revenue វាសិនអញ្ចឹងនាំឲ្យ marginal revenue របស់ firm 1បាទទេរវេវាទៅអា300 Q1 យើងនៅសល់តែ300ត P Q1 លើ60ត Q2 លើ60ដែរបាទនឹងឯងហើយយើងអាចសម្គាល់វាបានដែរ300ត Q1 លើ30ត Q2 លើ60ទុកវាម្ដង
ូចហើយបានយើងឲ្យវា marginal revenue ស្មើ marginal cost ចឹងយើងបាន300ដក Q1 លើ30ដក Q2 បាទលើ60ស្មើនឹង Q1 លើ120បាទនេះឯងនេះ MC1 របស់វាចឹងពេលហ្នឹងយើងអាចរុញ Q1 ទៅជួបគ្នា300ដក Q2 លើ60ស្មើ Q1 លើ120តរុញទៅក្នុងទីបងណាកុំឲ្យច្រឡំសញ្ញាបាទតែបាទអញ្ចឹងខាងស្ដាំនេះយើងអាចដាក់ជាបែងរួម120អញ្ចឹងអានេះទៅសល់ Q1 អានេះ120ចែកឲ្យ30ទៅសល់4អញ្ចឹង4 Q1 ដូចឯងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអាចទាញរកនាំឲ្យ300ត Q2 លើ60ស្មើ5 Q1 លើ120ពេលនេះយើងទាញបាន Q1 ខ្ញុំសំណងពោឲ្យយើងទៅសេក្នុងត្រង់ហ្នឹងណាបាទយើងគិតត្រង់ហ្នឹងតែម្ដងទៅគឺ Q1 ស្មើ Q2 ហើយទាញចឹងទៅបាទណាយើងគឺចឹងអញ្ចឹងយើងរុញឥនេះមកទៅជា Q1 ណាបាទនេះកម្រិតយើងគឺចឹងគឺ Q1 នេះស្មើ300ដក Q2 លើ60គុណឲ្យចម្រាស់គុណឲ្យ120លើ5អត់មិនសិនគិតលេខទេនេះយើងបែកខ្លួនខ្ញុំនេះយក120ចែក5បានប៉ុន្មាននេះយើងបាន24លោកប្រូ24គុណឲ្យ3007,200 ចាំណាអត់ចាំគេយើងពេលណាជិញ reaction function លេខនេះតែខាងត្រឹមតែជាចំនួន monopoly ដែលបានប៉ុណ្ណឹងអត់អីប្រសិនបើសហគ្រាសនេះមាន2មែនហើយសហគ្រាសទី2มันដំណើរការផលិតទេសហគ្រាសទី1នៅសល់តែម្នាក់ឯងនឹងកើតទួធ្វើជាអ្នកដាច់មកចឹងវាផលិត7,200យល់ទេនេះឯង24ចែក60យើងបាន 0.4 ណាបានហើយបាទរួចហើយយើងអាចទាញ Q2 បានដូចគ្នាអញ្ចឹង Q2 របស់យើងក៏ស្មើនឹង7,200ដែរដក 0.4 Q1 បាទ That reaction function មានរៀងខ្លួនអញ្ចឹងបើសំណួរគេសួរថាតើ reaction function របស់ firm 1ហ្នឹងមិនប៉ុន្តែគាត់មិនសួរទេក្នុងលំអាប់ខ្ញុំចាំដូចជាអត់មានសួរទេបាទអូខេបាទនេះសួរបាននៅក្នុងផ្នែកឲ្យយើងចាក់គ្នាទេបាទឥឡូវយើងបាន Q1 ស្មើប៉ុណ្ណឹង Q2 ស្មើប៉ុណ្ណឹងអូខេដោះស្រាយផ្លែនេះយើងចំនួន Q2 ចូលទៅក្នុង Q1 អញ្ចឹងនេះយើងបាទយើងស្មើ Q1 ស្មើ Q2 ជានិចបាទអញ្ចឹង Q1 របស់យើងស្មើ7,200ដក 0.4 អូខេបាទខ្ញុំនិយាយយើងព្រលៀតយកមកបាទគុណឲ្យបាទប្រកបតែនេះគឺ Q2 7,200ដក 0.4 Q1 អញ្ចឹងស្មើ7,200ដក 0.4 រួម2ដង8 47ដង28 2880ណាដក44ដង16 0.16Q1 ណាតនឹងដកទៅជាយ៉ាងណានេះយើងបងបងនេះស្មើមក7,200ដក2880បងប្រមាណ3022តែ320តែ320គាត់ចឹងយើងមាន Q1 ដក 0.16 Q1 ស្មើប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងនាំឲ្យ Q1
ស្មើ Q2 បាទនេះបរិមាណមែនតើណាស្មើនឹង4320ចាយើង0.3អូអានេះអានេះ1.16វានៅសល់ 0.84 ណា 0.84 បាទអូខេ 0.84 អាយ៉ាស្មើអូ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 ក៏ដូចជាប្រាក់ចំណេញរបស់សាគ្រីទី2បាទអញ្ចឹងសម្រាប់គុណនោះ Q1 នេះហ่ะឥឡូវយើងបាន Q1 Q2 យើងអាចរកប្រាក់ចំណេញបានប៉ុន្តែដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញត្រូវរកបាយដែលមានលុយសិនអញ្ចឹងណាបាទខ្លួនឯងអញ្ចឹងពេលនេះយើងអាចជិះរកបាយលក់របស់វាបាយលក់ពុកអាចបានទីរបស់យើងស្មើ300តអឺនេះអានេះពីដងនៃអាគួននេះវាគេថា Q1 វាពុំ Q2 យ៉ាងហ្នឹងហើយ Q1 ស្មើខ្ញុំវាស្មើពីដងនៃ51 42 85 71លើ60បានម៉ាត់នេះ120ម៉ាត់បាទ57ម៉ាត់14អូខេអូខេខ្ញុំយើងបានបាក់ខ្វាយយើងមានបរិមាណយើងមានយើងអាចរកប្រាក់ចំណេញបានចឹងពេលនេះយើងអាចរកប្រាក់ចំណេញរបស់យើងគឺប្រាក់ចំណេញលើ1ស្មើប្រាក់ចំណេញលើ2ស្មើបាយលក់គឺ 128.5714 គូនឲ្យបាក់បានលក់ 542.8571 ដក 28,259,000 ដក 5142.8571 ការ៉េលើ240នេះឯងបានមកគ្នាយើងឡើងមិនបាច់គ្រឹងចម្លោក29 30 3អូឥឡូវញ៉ាំបាន29 20 ចុច41អឺខ្ញុំធ្លាប់រកម្ដងបាទអាហ្នឹងតាមឯងទៅ40 48ពុតណាបាទអត់ទៅអីលោកមានគ្រឹងកណ្ដាស់ចំណាយព្រោះទៅហ្នឹងបាទតោកចូលចូលយកមើលសិនណាទៅចូលកាក់ជំនាញតត29 20 20 25 76មកអានឹងខ្ញុំរកឃើញអញ្ចឹងណាយើងរួចហើយប្រាក់ចំណេញសរុបរបស់វាគឺ50 40 50 51បាទប្រាក់ចំណេញសរុបប៉ុនយើងមិនបាច់រកទេបាទ48 58 58 40 40 51 51នឹងសរុបប៉ុន្តែសំខាន់នេះប្រាក់ចំណេញមួយមួយរបស់វាបាទព្រោះលក្ខណៈថ្មីនោះគឺយើងលទ្ធផលគឺប្រាក់ចំណេញ firm 1ស្មើប្រាក់ចំណេញ firm 2គឺស្មើ29 20 20 .576 បាទអានោះប្រាក់ទីឬក៏តែគុត8ទីខ្ញុំប្រើសិនគិតលេខអានេះខ្ញុំប្រាក់ Excel ហ្នឹងអូ Excel បាទអត់អីនេះសំខាន់បាទត្រូវតោះបានក៏បានដែរគុតអត់ចូល Stackerberg ចាប់ Cloud Stackerberg យើងមាន Q2 របស់យើងស្មើ 7200 ដក 0.4 Q1 នេះឯងមានស្វ័យប្រវត្តិមិនចាំបាច់ទៅកម្លាឲ្យគេអត់ទេអត់ទេបាទពីព្រោះ Stackerberg គឺត្រូវប្រើលើ area bot របស់ Cloud ដើម្បី play the game គ្រាន់តែឲ្យមួយដើរទៅមុនហើយមួយដើរតាមក្រោយអត់ដើរទៅទីទៀតដោយគុណឡូត national day បាទបាទតអញ្ចឹងយើងទាញរកគីសិនបាទ
Zuckerberg ណានឹង Zuckerberg P គឺស្មើនឹង Q1 Vogue YouTube ចែកតែ60ទៀងដូចគ្នាចឹងទៅបាទប៉ុន្តែនៅត្រង់នេះគឺយើងបដូរអញ្ចឹងពីរបស់យើងគឺ300ដក Q1 លើ60ប៉ុន្តែ Q2 យើងបដូរដាក់នេះទៀតដក Q2 អញ្ចឹង Q2 របស់យើងក៏7200ដក 0.4 Q1 នេះចែកឲ្យ60តែនេះ60ណានេះយើងបាទរួចហើយស្មើនឹង300ដក Q1 លើ60ដកនេះនេះដកណានេះបាទ7200ចែក60បានមក72ចែក6ដូច12ហ៎120ហ្នឹងហើយបាទអូខេហ្នឹងហើយដកដកទៅជាបូកបូកអូខេបាទជាច្រើនច្រឡំហ្នឹងបាទច្រឡំសញ្ញាហ្នឹងគឺទៅហើយបាទអូខេដកដកទៅជាបូកបូក 0.4 ចែក60ធួនតិចហ្នឹង 0.00 6 7 0.00 6 7បាទ Q1 មាន6បាទណាយកចាស់ទៅអូខេវាច្រើនពេកបាទឬក៏ចង់ទុកអា 0.4 លើ60ហ្នឹងក៏បានដែរអត់អីទេបាទអានិធីណារួចហើយយើងរក total revenue 1ចង់បន្តទៀតបាទអត់តាមបោកចូលគ្នាទៅ3ដល់អត់120ប្រហែលបាទនៅសល់ដូចជា280ដែរបាទនេះស្រួលណាស់អូខេឥឡូវយើងស្រួលក៏បានដែរតោះអញ្ចឹងវានៅស្មើភីរបស់យើងគឺស្មើនឹង300ដល់120ស្មើ280ណាអញ្ចឹងហ៎មែនទេ180បាទបាទ180អដកនឹងបូកណាបាទទៅជាដកអត់មកដកអានេះដកបាទដកគ្រប់យ៉ាងនេះអូខេតោះអា1លើ60អញ្ចឹងយើងទៅសេចេះវិញអានោះបើសិនបើអត់សម្រួលល្អជាងអត់សម្រួលល្អតាខ្ញុំមកថាបាទយើងអត់ស្គាល់ -0.4 ទៅមិនលើ60បាទខ្ញុំយកដូចណាយើងដាក់ចេះបូក 0.4 Q1 លើ60ឃើញពីបាយរួម60ដូចនេះឯងបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ទៅបាទអានេះវាយើងចង់រក្សាសញ្ញាអីនេះអានេះសញ្ញាដកឲ្យវាទៅណាបាទអូខេ60អញ្ចឹងបាទអានេះវាទៅជាបូក Q1 ប៉ុន្តែនោះទៅជាបូកយ៉ាងហ្នឹងបាទ 0.4 នេះនេះអានេះបូកអញ្ចឹងអានេះដកយើងដាក់ដកយើងដកឲ្យទៅម៉េចទៅជាបូកដកទៀតយ៉ាងហ្នឹងដកបាទដក 0.4 Q1 អញ្ចឹងយើងបាន180ដកនេះអានេះ Q1 ដក 0.4 វានៅសល់ 0.6 យ៉ាងហ្នឹងបាទបាទហ្នឹងឯង 0.6 Q1 ចែក60អានេះអាចចែកដាច់មិនអញ្ចឹងណាបាទ180ដក 0.00មួយឯងបាទ0.0201 0.001បាទ0.01របស់អូ0.01ណាបាទជួនអូខេបាទឡោះរួចហើយបាត់យើងរក total revenue របស់វាគឺស្មើ P Q1 គឺស្មើ180ត0.01 Q1 បង្គន់ឲ្យ Q1 មួយទៀតបាទចឹងពេលនេះយើងបាន total revenue របស់ firm 1ស្មើនឹង 180 Q1 ដល់ Q1 ក្រេលើស្អី0បាល់យកចាញ់យ៉ាងឡើងទៀតណា 0.6 អី0មានស្រាប់ហើយហ្នឹងដល់ 0.01 Q1 ក្រេចឹង marginal revenue របស់វាគឺស្មើ180ដល់អានេះគុណ2ទៅ 0.02 Q1បាទព្រួយហើយបាទយើងឲ្យវាទៅស្មើបាទ marginal revenue 1ស្មើនឹង marginal cost 1អញ្ចឹងយើងបាន180ដក 0.02 Q1 ស្មើនឹង Q1 លើ120ព្រោះយ៉ាងនេះទាំងមកខាងបូកវិញអញ្ចឹងពេលនេះយើងបាន180ស្មើនឹង Q1 លើ120បូកដូចនឹង 0.02 Q1 ដាក់ទៅបែងរួម120អញ្ចឹងអានេះវាមានពីបែររួមមួយអញ្ចឹងត្រូវគុណ120ដងអញ្ចឹងនេះគេយើង120គុណ 0.02 បានមកគេយើង
ីទីតង4ពីម្ដង2 0724 2.4 ណាបាទ2.4 ជួនទុតអញ្ចឹងពេលនេះយើងបាន180គុណឲ្យ120ស្មើ3 Q1 3.4បាទពេលនេះយើងបាន Q1 ស្មើនឹង180គុណឲ្យ120ចែកឲ្យ3.4 តាមប្រមាណទេមក6352វា9411ខ្ញុំខ្ញុំដូចជាបានកណនីឃើញបានគ្នាយើង6352 6352វា9412 9412បាទកូនខ្ញុំដែរបាទ6352ចុច9412គុណយើងបាន Q1 យើងអាចរក Q2 បានហើយអញ្ចឹងពេលនេះ Q2 របស់យើងគឺស្មើ 7200 -0.4 គុណឲ្យប្រហែលហ្នឹងទៅ6352.9412អឺអ្នកណាទីប្រាប់ចម្លើយខ្ញុំម៉ាឡាបាទលោកគ្រូអូម៉ាឡាបាច់ប្រឡងចូលបន្ទប់មកបាទកាហ្វេអូខេកាហ្វេទៅបណ្ណាតើបណ្ណាជិះគ្នាយើងទៅគួស្គាល់ហើយយើងជាប់ស្វែងប្រវត្តិហើយណាអត់បានណាអានេះវាត្រូវតិចជាង4658ចុច8235អាហ្នឹងខ្ញុំគណនាអញ្ចឹងណាបាទ8235បាទអូខេឥឡូវយើងមាន Q1 Q2 បងបញ្ចូលគ្នាដើម្បីទៅរកគ្នាអំបាទអញ្ចឹងពេលនេះ Q ធំស្មើ Q1 បូក Q2 ខ្ញុំអត់បានកញ្ញាកញ្ញាគាត់ចោលកញ្ញាគាត់ចោលអញ្ចឹងតោះអញ្ចឹងបាច់កញ្ញាហ្នឹងក៏បានដែរបាទរោគ2ហ្មងទីរោគ2អញ្ចឹង P ស្មើ300ដបាទ Q1 របស់យើង6352 បូកអឺ4658ចុច8235យកទៅចែកទាំង60បានលទ្ធផលប៉ុន្មានគ្នាយើង116 ចុច87 06អូខេគាត់ណាស់បានប៉ុណ្្នឹងយើងអាចរកប្រាក់ចំណេញវាបានណាអញ្ចឹងប្រាក់ចំណេញ firm 1ខុសគ្នាណាអត់អត់មានស្មើគ្នាបានទេ firm 1គឺស្មើ116 4706គុណឲ្យនេះអបរមាណវាផលិតនេះ6352.9412ដក259000ដូចគ្នាដកនេះ6352.9412លើជាការ៉េចាក់ឲ្យ240បាទពីនេះពេលនេះប្រាក់ចំណេញរបស់វាទៅជា312764បាទហ្នឹងបាទទៅផ្សារ312.764.7821ប្រាក់ចំណេញរបស់ Firm 2ខុសគ្នាណាថ្លៃដដែលទេដូចគ្នាទេព្រោះ market price 4706គុណឲ្យបរិមាណវាផលិត4658 4658.8235ដក259000ដូចគ្នាវិញខុសតែមួយប៉ុន្តែបរិមាណនេះគឺខុសគ្នាដែលវាផលិតពីព្រោះវារង cost នឹងខ្លួន58.8235លើកជាការ៉េចែកឲ្យ240ស្មើ183.179 បាទហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញចឹងនិយាយទៅចឹងវិញតោះប្រហែលម៉ានខ្ញុំខ្វល់តែសំខាន់ក្បាលវាត្រូវមិនទុយអាចអែរឺបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្លូវដើររបស់
dương trong đấng dương sạc tiền toàn á dương bộ phạt chậm này cũng viết sờ dương đằng bàn rồi bỏ sạc khởi bờ nít tổ chiêng rồi bỏ quân nội tệ và thế thế và tổ chiêng chẳng bởi dương riêng trong phạt chậm này viết ai mệnh tên cứ phạt chậm này rồi bỏ competitive tôi chiêng phạt chậm này sạc khởi bờ tôi chiêng phạt chậm này cút nốt tôi chiêng phạt chậm này monopoly năng ảnh để chúng ta được đạt được tốt còn bạch chiến nó hát phương thử ôi thật thử gần lý cho mình tận bạn bỏ lớn như dưỡng xung nộm của ai cái lùm hát bạn bạch cái đi lúc cũ ở đất tôn là tiếp mũi luôn tiếp mũi chơi mũi cái gì vậy cái gì vậy cái gì vậy mũi cái mũi mà cái mũi cái mũi gì vậy cái mũi cái mũi gì vậy vô mũi chơi mũi vậy bị đen đen lông ô đen bên lòng kẹo này ăn gì đấy nhặt cốt cốt luôn ăn gì đấy nhặt cốt cốt này nó cố nó kẹo nó cố kẹo để không chắc này à cái đấy từ đồ của user server nó cái giống bắt là cạn đấy thì cũng mỗi cái nhảy thì anh để không phải đi đâu đá ở ban ăn ở quá tôi vừa tái áp bạc bạc mà ô có này bạc bạc mà ok rồi à chân không được cũng không ngồi mơ dần nít dương thanh niên tầm nói nói như môi khi mà dưỡng trang nhiên chụp lời như môi khi mình dưỡng trang nhiên cho ta môi chụp cài nâng thịt cài ná to phần phê chương rô khói ở phạm phà mà nâng cư ngờ lời như thế này dưỡng thấy nhé bằng ngoài phạm phà mà chăng thân chú mơ sơ phân sọ phân nè bằng nê cư phí bright floor bright floor chẳng nhé bằng chăng thân chú mơ sơ phân rồi bỏ dưới phê nít cư sma p max dot pf bà trầm rớt dot pf con nằm chú quân hỏi chú đi chú f chú f chú đi bằng chú f chú f ở đây không nhiều đây cứ chú ảnh vì bước phải lọc là đã mình access supply ở đây ạp chú ảnh nó là không ạp chú ảnh không chú ảnh flow là không ảnh flow ờ ảnh flow ở đây chúng ta chú đi đâu được cắt tầm rời ca nắp và một bộ phút luôn cái này là chú thi tầm mùi và phần tay nó phải phải cái lĩnh vực nâng cao này vì ta là mình chú đi chú ảnh đời lại như thế này và chúng con ao chỉ mới nâng chiu dân thang chiu hay bán dân chậm con này ta mất chiu đi về nắng nát và bị bụi hoặc là cần chiu mới chạy tàu nắng tầm rời cả rồi hơi chạy vì nát và hôm nay producer sơ phơ cái này và làm tay ni mui hai dân miền sài cá bị xong mà ta nhưng mà rôm sai đọc mấy tiết nhưng mà thật hai mình mới tiết chạy con này này cái và chạy thật không, cái xây của bạn là bạn thông bộ bạn tôi cũng có một chạy phía và nhân ta bớt vào user server bên tờ đó này con ta ở đây ọt thế nè nè anh ấy chỉ để về lo bằng nhớ nè năng ảnh thế là bố nó miễn tài phép lo nó là bố nó năng ở những năng của mấy năng đây là nè và bạn này cứ chạy xây supply con ta ở đây nó chỉ để về lo bạn năng ảnh và bạn này cứ chạy xây supply vậy cốt công lớn của bạn năng ảnh tớ bằng cao miễn tài phép lo để bạn này trải cáo về đây để loss. Ní, consumer surplus bạn bạn này, bạn bạn năng à? Cái đo vậy nè, bà Rotha máu không đo vô consumer surplus cho ta ơi, nhặt lụa mình, nè, nghe ai, vừa cứ còn không set price floor năng ai, tập bay tầm lạng quay, ơi nhặt lụa ban chụp này, nhặt ấy, chẳng to vô bên được tiếp tục bọn nhặt tinh to nhặt lụa,
អញ្ចឹងអានេះយើងរកឃើញភាសាពេលដែលវាសមតាឥឡូវយើងរកតាត្រីកោណណាចតកោនេះបងខែទីមកវាបាត់ទៅអញ្ចឹង producer surplus របស់យើងពេលនេះគឺស្មើបាទពីផ្កាយដកពីមីតព្រោះអញ្ចឹងក៏បានដែរគុណហើយជុំផ្កាយចែកពីបោបោកញ្ចប់ទី2បាទតូចបងបាទធំបាទអញ្ចឹងយក QD បោ Q កាតតអេបាទអញ្ចឹង PF តតពីផ្កាយបាទតូចបងបាទធំរួចហើយបានយកបាទគុណនឹងកំពស់រួចហើយបានយកទៅចែកនឹងពីរភាសាទៀតបាទនឹងហើយមានលំអាក់ខ្លាំងឲ្យមាន loss in consumer surplus បាទហ្នឹង loss loss គឺចតកោគ្នានេះទេណាស់នេះយើងអញ្ចឹងតឡាទីនេះខ្ញុំផាស់ពណ៌ក្រហមនេះគឺជា consumer នេះគឺជា producer surplus បាទអានេះមិនមែន consumer surplus គឺ producer surplus បាទពេលត្រង់សមតាបាទអញ្ចឹងពេលនេះវាជាកលាទីពណ៌ក្រហមនេះឯងនេះតោះនេះស្រុកតាំងស្រុកទាំងអស់ចឹងមកលោកបាទបាទស្រុកទាំងអស់ពួកគេឲ្យគណនីចុះស្រុកចុះលោកដែរតែតែលោកលោកតែបាទនេះលោកតែវាលោកគឺស្មើប៉ុណ្ណឹងនេះគឺស្មើបាទរបស់ត្រីកោគឺ excess supply បាទតែវាលោកតែវាលោកគឺស្មើនឹង excess supply របស់យើងគឺយក ES របស់យើងយើងគណនី ES គឺស្មើ QS ដល់ QD យ៉ាងហ្នឹងបាទនេះគឺជាបាទគុណឲ្យកម្ពស់កម្ពស់របស់វានេះគឺប៉ុណ្ណេះនេះកម្ពស់របស់វាគឺ PS ដល់ពីកាយ PS ដល់ពីកាយរួចហើយយកទៅចែកបងពីរអញ្ចឹងតាមពិតអត់ទេយើងគណនាឃើញ excess supply រួចយើងគាត់ទៅយកទៅណាឧទាហរណ៍1190 excess supply គុណឲ្យ PS ដល់ពីកាយបាទចែកទៅពីរទៅបាទហ្នឹងហើយគឺ develop របស់យើងនេះ develop គឺត្រឡប់ទៅនេះពណ៌បៃតងខ្ញុំឈូនឲ្យបាទនេះអញ develop របស់វាប៉ុន្តែខ្ញុំកម្រៀនរបស់នេះនេះកម្រៀនប៉ុណ្ណេះគឺជា excess supply តោះមានអីឆ្លោតទៀតទេបន្ទាប់គុំថ្មីក្រោយពេលមានពុត
hay nên cứ chia làm tay để về loss nên cứ chia làm một là cố nhân số mùi mới nông tê lên cả đám là cố ba group nông tê lên cả đám nhà tôi nông group thì cố nhóm cùng chẳng tới xây được một chẳng tới là để tôi là phải floor phải floor con là tôi luôn đang ấy tôi cùng nhóm cù ấy đó tôi là cố và nay nhóm ca vô khơi cho nhóm thứ ba chị vậy ok chào mừng cộng lên bạn cái này anh sẽ slide trời ơi còn lần trời ơi tại vậy lo tại vậy lo cái này đang mệt này hồn anh ấy đi cả anh ấy cứu trên phone mình mà vì pro anh ấy cứ dự quantity demand đi chỗ này anh ấy cứ supply đó này vì trong luôn anh ấy tê nãy vì trong luôn anh ấy tê nhưng mà điện hàng với excess supply á phụt công lớn và anh đang cứu chân dự rút bôn mình bạn nó khó nó rút nhận á bạn anh ít đây về lo bó bôn rồi và anh ít đây về lo rồi bó có thể bằng nâng cao anh ít đây về lo rồi bó price ceiling mình đây về lo rồi floor cứ nâng lớn xong mặt ta đây về lo rồi bó ceiling cứ nâng cao xong mặt ta và chân những đồ khơi lại tạo từ một tí ra đó này xong rồi price floor là mình nhưng mà tôi không may dùng được thay ở bạc bà rà mà cứ chỉ thay kia bóng hot strop cho bạc mùi để rõ thả bá bóng không ai tầm lĩnh lúc cuộc tiên tí xa phân bà con bỏ bìa cô bóng nóng cứ xâm rạp chú ý nhẹ luôn và chẳng phải lo tới bàn cầm nọt nâng tí này một tí họ bây giờ việc cầm nọt tí năng thay khuôn cứ ở trong đằng cá dựng lẹp trong tại thay khuôn bàn chui lực thực chất ở trong khuôn cùng trào cứ nâng tí này mình chịu chú ạ còn ta đời xa mặt thì khuôn cùng trào chứ nằm đằng cá chạy sai chẳng thì bàn cứ ở trên cá khuôn cùng lực cũng sẽ supply nâng tí này hãy nít tầm nàng ở đây với lo rồi bỏ chứ thì phụ hợp ấy nè, luôn cua từ tùa bàn tầm hóa năng ạ về đại thái phụ qua cua từ tùa bàn đi chỉ sớm lên qua bàn tay tầm rời ca bàn bay chai tầm bọn đi cứ chỉ xin đầy rời ca rồi bỏ kê chẳng cứ rời ca phân bọc bàn này ảnh chẳng phụ ở nhà lúc mê bán từ tùa phong là vậy thì tạm phân tầng nè, luôn nè, tinh miên ca bắt bóng bàn này mẹ bán á và cứ từ tùa bàn trâm bàn này thì phụ ấy nè, tinh còn tinh từ tàn xa bàn phía đầy quá miên chẳng phải nên cứ khóa tê áp thạp và giỏi bỏ quá tờ ở nhà lúc qua bất cua từ tùa bàn bọc bàn á ngọt lắm ạ thì mới đắt cua từ tùa bàn bọc mạng cua từ tùa bàn bọc mạng con ta à nhà tinh con bạc bàn này này tập qua bài tỏ mình ta và chẳng hạn ấy tớ nhà lụa từ tùa bàn tâm tập qua bài tỏ hay tốc áp bật lọc chào tử tế ní ta đàn cua từ tùa bàn bay thì ở từ tùa bàn ní ở chứ có thật đấy việc lọc rồi đấy và dương tùm lẹ trong đó mình mềm mềm thế mềm mềm bà rồi mà thì bà bị rồi đi bóp miệt tê nè bà chứ nên mình tê nè lỗ trong lỗ đầu này và còn cả bà bên như những cô lực cam về đây cái tầm lặng bạc hai bà thì tập mạng ấy màu học một thứ cả trong còn có phải cho cô lực cam cô xong bây giờ cái nhãn này phương cả bị muốn có kế các phần hỏi đây chân trong khói hãy sẽ sắp lại đi tầm nàng ấy ăn làm rồi mình thì cả một kiếp kiếp ấp càng nghiệp phương nhận trong sự phương nè anh chỉ price floor mà price floor vừa ở khai tầm nền cao mà tại lúc kia mà tôi quân thế thì tôi quân cứ vừa tầm nền cao nói và cả một câu một lẽ chọn còn tại price floor cứ ban chỉ lực thực chất ở nhà lúc tầm vậy còn tại quân cứ mình ban lực thực chất nhà lúc ở lúc thế còn tại trong cơ bản nhà tính họ tính nó như ban mình ra phát ra thì cô ca này ca đặt quân cứ tầm bấy restrict ca ra phát à cái đấy cô ca này ca ra phát price floor cứ tầm bấy lực restrict ca ca một câu một bạn cả để tính học thế đấy thằng sắp bị đứng phục liệt ok bà price ceiling bên
្នឹងគឺមានន័យថាតកថ្លៃហ្នឹងឲ្យទៀតជាងសមតាគឺមានន័យថាគឺចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ប្រើបានថប់ជាមួយឧទាហរណ៍ប្រជាជនក្រុងត្រូវរត់អស់ 4,500 តែរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ថាឧទាហរណ៍សាំងម៉ាលី 4,000 តែរដ្ឋាភិបាលឲ្យពួកហ្នឹងលក់តែប្រមាណហើយពួកហ្នឹងលក់តែ 2,000 ទេអញ្ចឹងអ្នកទិញគេ 2,000 តែអ្នកលក់អាចទទួលបាន 4,000 អញ្ចឹងបានហើយគឺរដ្ឋាភិបាលជួយឲ្យ 2,000 រៀលតាមរយៈអីអូខេបាទអាចបន្ធូរបន្ថយពន្ធមិនគាត់ទៅឬក៏បាទយកបងនេះបកគលរត់រត់បានឲ្យ2,000គាត់រត់ងាយធ្វើអញ្ចឹងចាំតែសម្លាក់តាមជាការកាត់បន្ថយពន្ធនោះឯងអញ្ចឹងអ្នកលក់នៅទទួលបាន4,000តែអ្នកទិញចំណាយតែ2,000នេះគឺ price link គឺការបំពេញខាតរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទដូចជា subsidy ជាដើមណារូបភាពនឹងឯងបាទតែវា copy អានោះទៅបាទ price link គឺសម្លាក់ថ្លៃមកឧទាហរណ៍ដូចជាប៉ុន្តែមានរឿងខ្លះយើងមើលបាទរឿងខ្លះគឺនៅពេលយើងប្រើ price link ឲ្យចំពិតប្រកបមែនទែនគឺយើងធ្វើបាទអ្នកលក់ទៅវិញទេបាទឧទាហរណ៍ដូចជាដីតំបន់យើងបាទក្នុងកាលនេះគេឲ្យជួលប្រតែ 25% នៃថ្លៃជួលរបស់ប្រកបទេហ្នឹងហើយដល់ពេលហ្នឹងយើងឈប់ជួលដីរបស់យើងបាត់វាចាក់សោឈប់ជួលព្រោះថោកពេកទីមួយលុយដែលគេឲ្យមិនស្មើតែគេព្រោះគេនៅគេបំផ្លាញវាអាចខូចខាតហ្នឹងបាទសម្ភារៈចំណាក់ទ្របយើងមកយើងបាត់វាចោលអញ្ចឹងអា quantity របស់យើងធ្លាក់ចុះពេលហ្នឹងសំបាយធ្លាក់ចុះតែអ្នកប្រើប្រាស់ឬសូនដីនិយាយថោកយើងចង់ជួលគ្រប់គ្រប់គ្នាដែរដាក់ឯបាត់នេះបាត់នោះទៅយ៉ាងនេះដូចសាលាឬជាក់បែរសាលាឲ្យជួលថោកថោកចឹងណាបាទអញ្ចឹងអ្នកវិនិយោគគេអត់ធ្វើផ្ទះនៅក្នុងបែរសាលាទៀតព្រោះហេតុអីធ្វើទៅអត់ប្រយោជន៍បានថ្លៃថោកដែរហេតុអីចំណាយធនធានមកកណ្ដោទទួលបាននៅចំណងតិចតួចអញ្ចឹងគេនឹងប្រើប្រាស់ឱកាសទៅវិនិយោគបន្លែងទៅទៀតនោះឯងអញ្ចឹងបានជា quantity supply របស់យើងធ្លាក់ចុះបាទអញ្ចឹង price floor ខ្វះអបារណាមិនអាចទៅក្រោកពាក្យថាអបារណាមានន័យថាធៀបផុតទៅនឹងធៀបយ៉ាងខុសបាត់ផ្លែអតិបារណាមានថាខ្ពស់ផុតទៅនឹងខ្ពស់ប៉ុណ្ណឹងគឺលែងស្រត់ក្បាត់នេះអបាយអតិបារណានឹងខុសទេពួកយើងខ្ញុំដាក់ពណ៌ខៀវមួយជាថ្លៃអតិបារណាបាទ price link តាមរយ PC អ្នកគឺវាដាក់នៅនេះណាបាទនេះឯងដាក់នៅនឹងវាប៉ះ supply យើងនៅត្រង់នេះប៉ះគុតគងអស់ប៉ះតម្រូវការនៅត្រង់នេះអញ្ចឹងពេលនេះតម្រូវការយើងធំតែគុតគងមានតិចទេពេលនោះឲ្យឈ្មោះថា excess demand តម្រូវការទៅឬក៏គុតគងអត់គ្រប់គ្រាន់ឬក៏ short take of supply អញ្ចឹងពេលណាវានៅពីក្រោមពីផ្កាយចូលឈ្មោះថា price ceiling បាទអញ្ចឹងមានន័យថាថ្លៃបបិនហ្នឹងគឺខ្ពស់បំផុតតែឯងយកខ្ពស់អញ្ចឹងគឺចេញស្របបាត់ទៀតណាពីព្រោះពីនេះមកគឺរដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញថាលែងសមពីផ្កាយនេះអត់សមទៀតទេអញ្ចឹងទម្លាក់វាចុះមកបាទអូខេនេះឯងតែ PS គឺឡើងទៅលើណាគឺយើងគឺអពីនឹងអពីបាក់ទៀតមានចំនួនតែអស់អីប្រហែលនេះវាមានប្រហែលតន្ត្រីខ្ញុំច្រឡំបាញ់ដល់ទៅអញ្ចឹងមកទៅឡើងអត់ទៅអាយទេខ្ញុំតប្រឡងណាទៅទីហើយណាមកមានឱកាសទេអោអោតែមានថ្ងៃស្អែកអូខេ if tomorrow comes បាទអូខេ don't worry ពួកយើងលោក 7.5 7.6 នេះគេ7.5 7.6 online អូសមោះ 7.5 ប៉ុនលោករីឡាបាក់អត់ចូលយកបាយពន្ធ 15% ចាក់នេះប្រាក់ចំណូលពន្ធហើយចំណូលដែលបែបលោកផងវាអូខេនេះពន្ធណាអូខេនេះសមតាមនេះប៉ុន្តែអនុវត្តពន្ធឆាច់ប៉ុន្តែជាដំបូងចង់រោប្រាក់ពន្ធឲ្យឃើញសិនណាគេយើងបាទរោបរិមាណពន្ធឲ្យឃើញទៅរោឃើញលោកគ្រូពុទ្ធិហោចា15%នៅពីលើអីភីកាយភីកាយបាទ100ឧទាហរណ៍ថែម15%ទៀតណាបូកនឹង0.15ពន្ធឲ្យ100ចឹងស្រុកឃើញ115ពេញចេះមិនត្រឹមត្រូវទេណាត្រូវរកបរិមាណពន្ធ 15% ស្មើប្រមាណគឺស្មើ15
chẳng cho tới chúng tôi cho mọi cá phục công cha rồi bỏ dương phục công cha bỏ dương mà ấy thì dương của ho thì một máu dương thuyền đó một lần xíu lơ một thời hay lấy dương ác đọc làm tiền có thể đủ cái dương bán một thầy phám một xíu lơ một thầy ai mà chỉ mới nâng mấy cá rồi mọi cá chắc là bỏ dương của ho mày rối đó xíu lơ thấp sọc chẳng hạn nắng ăn đọc sai thì mày ca nâng tầng quê này ba đọc sai hơi dân bàn ấy dân mình bàn phiêu ok chúng nó cho phi đi dân mình bàn phải xâm lập tính chúng nó cho phi này tại mình chúng nó cho này hết á mình chúng nó cho này thế ok chúng nó cho ở đâu ok mà chúng nó cho là đang làm trời nếu mày ta đỡ nghĩa tại chúng cho một cái phần ấy cái tới những khi em mình ta đại đại chẳng quên đi dương đường miến ps dương miến pc hai cùng liên đối với pc đồng ps đại khan trên smart đọc ram phun một điều họ chẳng là mày đâu ạ yêu rồi chấm nốt phun nghĩa phải làm nó cứ siêu thi luôn đã mình chẳng những rồi mình siêu bánh mình siêu luôn người đấy xong mà ta biết đấy ta miền quân năng ai không chỉ nổ quân cứ mà siêu thi quân này phải làm nó quân cứ vô tập ráng quân ở siêu thi năng ai và hay đây với lo này cứ hạt trái cao này nè như ai chẳng à và bạn đấy bạn bỏ trái cao chứ quân thì hay à cầm liệt viết cứ cầm liệt đấy à cầm vua bỏ trái cao những chặt tốn thì cứ dừng quốc mình mà siêu cái đọc siêu thi chẳng vô thi quân ở siêu cái đó siêu thi tại complete anh ấn quy của bạn là thấy thầy cầu good thì anh nó đi về loss họ nhà cầm bán rồi đấy nghe cái này nhớ từng phi rồi ha sắp bầm buồn của anh bố khu gà lê lơ phi rồi sai sắp ấp chậm bách tật kẹt nè, rok AC ấp bạc parama khăm áo vô sợi tê, rok cả chậm lại tròn đáy mà nè. Chú có bỏ dưỡng từ xa rưỡng hả năng món nè. Phi rồi ha, sao còn buồn con, con ơi phi rồi sai sao rưỡng viên tư, hả năng ơi. Ba đứa nghe, dưỡng tiếng tập cầu cung tại khơi chân tập đáy đi ngay xa mai cho nó khó xa năng. Mách tiên nông chứ các bạn, nó khen, chứ các bạn lại phải giàu. Ta phất về thời thuê nè, thời thời khắp buồn, con tay phê và lõ ok khi dương dương hát gặp tế nè bác ba để dương chanh này thăm mày mày ấy giờ mày giờ mày nhắc hố bác bạc ấy tao phải về quay chuyện sài chứ nhưng các bạn có bốn không mà lõ tỏ cho lõ tỏ thành kẹt là bạn đang ai chứ hát có bốn đi o miếng này bốn ba là bằng hai thì mong straight đấy chứ hát đi ạ dương phương đi dương thương tam có bốn là mấy bằng hai này ca vô đâu mà dương phương chanh chuyện này chỉ lẽ thả mạng chạy những tên xe được đây bắt đầu phê dân phá lo những kích nên bị chia mình mà nên chia bạc hồi lưu mà ở thế ai chăm chọn là dân trở nên phê và lia vì cô chồng lại còn khử tôi cái nghĩa nên chuyện này bà bà cô dân kẹo hay đi được bế đâu bà ở thế à dân dân mạng master đó trong bách phần 2 thì cũng phê mà hạp đi cô quý mà mà hấp hiện bà chương đơn phần 2 thay này chồng lại người dân ai khử nhận bà ở kia chẳng bà này xung thăm có cùng ôi trở lòm lấy nó bà được thế bà nhưng tôi nói những chiều bà tính xe đó thế bạn đã làm sinh kịch lý nó nói với ai trong tiên tôi nói cho chặt tay cho lắm hà phí ra kia một cái phạm với tôi biết này ở tiên nó sẽ bạn ta bất nhầm sự bố stress đấy vụt càng như chờ nát và nó sẽ bông bay bông bốn thân nạn nhưng nó bị là chú nào cũng được cao như chỉ biết cho chờ tê lịch ra thế bố stress xu hướng như xu lúc chẳng thật bạn đấy chú nào chú nào dù là lấy cái xu hướng đẹp dưới lúc tôi nói như là lê dưới đẹp kê rồi kìa bác cũng đông phun mấy quạt bác chứ nó lấy bàn lên mò về nè quạt nó nhìn tiền là cứ ba mò về nè cũng nghe nó nghe đọc với nó ba mò về nè chú ạ nó còn dùng mình chân như mặt ừ nè mà dạng đang bà được bà miên dùm nuôi biết bà cái lòng khát tê nghĩa bà tầm nhạc tê cho món anh đang xử lý đã trong cài lắm ha, ok.
mà cái thì và cái ta chúng mình tham tham ảo cũng biết cũng đúng với mơ cũng đúng tất mà nó sẽ siêu linh siêu lang ấy nó ba vậy này còn là xoắn giả cái học tinh là rồi cái chúng mình nát siêu linh mà biết mau ấy này nó rồi còn chắc ta lại sạc ba đấy và má của dương như thế này bên mẹ lo ấy bà bắt sờ đôi những bệnh nhé bà thầy bị mình đẹp thằng lưỡi chia này thì tí là con bà nằm đằng chia này này bấy cứ ở bà hết chút bà thôi bị cái này cái này ai đó cái này anh đang bà cho bà cho bà ở cái bà đang tìm được con này bà sẽ tìm mối chua lòng sẽ lên phải mẹ rô sơn á rô sơn á đây à đây à đây à có chuyện sắp bạn nhà má bà lòng sẽ lên bạn nhà má đó một cây của mối sai tầm mấy tí tay cam bạn đi một cây còn là mối đi còn cây còn bay con nào chụp cái này
ីស្មានពេលហ្នឹងជូឌីស្មាននឹងសពួយបានទៅបាត់ហ្នឹង100ម៉ាហ្នឹងមិញមើលឡើងវិញ11.07 អូខេហ្នឹងបាទពោកបាទពោកគឺមានបាទធំមានគឺទីកាយអោកឲ្យ12 108បាទតូចបើបាទធំគល់ឲ្យកំពស់ហេកំពស់របស់វាគឺប៉ុណ្ណាណាប៉ុណ្ណាយក PM របស់ទីកាយចឹងពោកឲ្យណាខ្ញុំសុំសរសេរអោកពោកឲ្យគឺ11.07បូកឲ្យ12.180បាទតូចបើបាទធំគល់ឲ្យកំពស់កំពស់របស់វាគឺ 111.55 ដក 97 ណាបាទតូចបងបាទធំគុណពស់វាហើយចាក់ទៅ2នេះឯងចាំយកបកចំនេះមកយើងនឹងចេញ server plus ហើយ price store របស់យើងគុណនេះរកនេះនេះខ្លាំងនេះបាទមកយកដល់ស្ទើរយកមកទីមកដែរវាលរបស់វាគឺស្មើ subscribeអើបាទមកពូអីពូយើងដឹងហើយគឺស្មើអាពីកាយរបស់យើងពីអេរបស់យើងពីកាយយើងទៅចែកទាំងពីរហ៎ exercise យើងគឺ2910គុណឲ្យ price floor របស់យើងគឺ 111.55 ដក 97 ហើយទៅពីរនេះហើយទេឡោះបាទនឹងរបៀបអរគុណបងបាទអូខេតោះអីទៀតគ្នាយើងចង់សួរប៉ុន្តែលោកគ្រូឲ្យចម្លើយដល់ពេលយើងចែកទៅត្រូវមួយរបស់លោកគ្រូបាទជួនណាខ្ញុំខលទីហ្នឹងនេះសំខាន់លើចង់ចាំលេងនេះក្រោយមកគ្នាយើង DWL បាទនេះអានេះ2910មិន290ទេបាទបាទចុះណាយើងលេខចុះណាយើងត្រូវខ្ញុំខកគេខ្ញុំអាចខុសដែរតាប៉ុន្តែយើងរកឃើញខ្ញុំខុសយើងត្រូវបាទគុកខោយើងគួរខ្ញុំកែឲ្យនោះបាទចាំយើងធ្វើឲ្យត្រូវតាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំកែវាអាចត្រូវអាចខុសអាចុះណាខ្ញុំ stress ពេលខ្ញុំចេញលេខច្រឡំខ្ញុំចេញលេខនៅចេញលេខច្រឡំណាពួកចុះណាខ្ញុំធ្វើនៅលើខ្ញុំទៅអូខេបាទដាក់សិនលេខកែស្បែកខ្លួនណាបាទលោកគ្រូអាចជួយកណនីចឹងប្រៃរបស់យើងគឺទីយើងទីមកយើងមិនបានពីលើ300ដកជួលលើ60 60 PC របស់យើងមិនស្មើជួលលើ120ដល់ប្រៃ3យ៉ាងទៅរួចទៅមកខាងទៅចឹងទីរបស់យើងមិនស្មើ300ណាបាទដកជួលលើ60ហើយ MC របស់យើងមិនស្មើជួលលើ120ចឹងទីស្មើ MC យើងអាចទីបានណាបាទចឹងយើងបាន300ដក fueler 60ស្មើ fueler 120ពេលនេះយើងចេញ300មកបាន fueler 120បូក fueler 60ដាក់ពីបែងរួម120អានេះយើងបាន fuel អានេះយើងនៅបាន120ចែក60បាន2បូក2 fuel អញ្ចឹងយើងបាន7200គុណណានេះគុណចូលគ្នាបាទគឺ300គុណឲ្យ120នេះស្មើ7200ស្មើនឹង 3Q អញ្ចឹងនាំឲ្យ Q ស្មើនឹង7200ចែក3 7ចែក3បាន2ណាបាទគួរ126 2600ហ៎7200ចេញ2000ណា300ក៏នៅ12មែនមែនមែនចឹងបាទ18ទៅគូបាទនេះនេះ300វាទៅនៅ36ណា3603 36000បាទ3ឃើញមកនេះយើង180 18000ណាអញ្ចឹងទៅបាទសូមមើលលេខហ្នឹងផងណាបាទពុករាដូចខ្ញុំចឹងខុសបាទអេដូចមែនទេគ្នាយើងមើល300គុណឲ្យ120 10000ទីទី3ដង6 1 3ដង3ថែម03 36000ចែក3 3 2
sôn của mùi phi cái này thì dưỡng sôn đọc phi con đọc rồi phi con đọc rồi khu tìm của nâng lúc một thông với ấy kia lúc của mình đã bắt toàn phải mà chỉ ngọt khó đẹp khám đọc bó thì xa và cô thị trên cái thì đóng cứ marginal revenue mà marginal cost bây giờ rồi marginal revenue ấy khởi marginal revenue nhưng mà đang phải làm tiền á cả mười điện môn và thực tế cứ mặt bằng đầu tê phải là bao nhiêu mà bây rồi đó chú lớ học sập chẳng ấy và chẳng những điều học sập chạy vì đây và cái việc đóng bán marginal revenue ấy chẳng marginal revenue bao nhiêu cứ mà được bây rồi là đấy còn tay đó chú lớ sang sập mò vì pro tại đây việt tử bà chạy một phí nè bà phải kể phí phí đó nè nè phí là học sắp dân sử dụng tư á và vì đôi dù học sắp chạy phí dân bà phí phí tư bà kể được thầy chắc mà lớn phải bỏ dân sma mà sma pram rồi đó chú lớn bởi rồi chắc ta mai sẽ nói rìm như dân sma mà chọn mà sẽ nói pram rồi đó chú lớn ta xong tí ba thân thầy chạm nát bà thúc lên bà làm chắc những khuyên phiếu dân ai rồi khuyên thi dân ai khuyên phí dân ai rồi phát trong lãnh việc thời nhớ chúng nó cho mấy ca họ xung lộ tiết đọc chẳng lẽ cứ mà nộp lý mai cho nó revenue mà mai cho nó thấp mai cho nó thấp dân miễn mai cho nó revenue có dân miễn và đại thế mai cho nó revenue từ mùi tế chẳng đọc sai tới dưới nâng bán bà thật kể đi này dưới nâng bán 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 phát trong lãnh on như thế chả con lục chẳng xuống mạch cài tỏ kiếp ấy nó sao tập mười tập pi chứ nó cũng kể tập mười tập pi cái cài hay bộ mơ đi anh nó như video chụp như video tập mơ mà là muốn xong video không cái